Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin mới nhất của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị đào lại scandal không mấy hay ho trong quá khứ, Pha Lê đáp trả. Pha Lê thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống gia đình trong khoảng thời gian thành phố Hồ Chí Minh đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt nhất là khi ông xã ngoại quốc của cô vừa trở về từ Hàn, hoàn thành cách ly tập trung và đoàn tụ cùng hai mẹ con. Mới đây, Pha Lê vừa đăng tải hình ảnh của vợ chồng cô lên trang Facebook cá nhân. Được biết, bức hình dù nét căng cực đẹp, chuẩn studio, nhưng lại là thành quả thu được tại nhà của nữ ca sĩ. Hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Pha Lê và ông xã người Mỹ gốc Hàn. Nhan sắc của Pha Lê sau 8 tháng sinh con gái đầu lòng. Trong lúc bức ảnh tình cảm của Pha Lê bên cạnh ông xã nhận được nhiều lời khen, thì câu chuyện bỗng dưng chuyển sang một hướng khác. Cụ thể, một tài khoản đã bình luận nhắc lại câu chuyện lùm xùm của nữ ca sĩ vào 8 năm về trước. Bị khơi lại vụ ồn ào trong quá khứ, Pha Lê đã lên tiếng đáp trả. Cô tang tên người này và bình tĩnh. Nếu anh cần, em sẽ ưu tiên bán riêng cho anh. Đồ thật khó kiếm chứ đồ giả dễ kiếm lắm anh ơi. Được biết, vào tháng 10 năm 2013, Pha Lê vướng vào lùm xùm bán túi phay cho đồng nghiệp. Cụ thể, Hoa hậu Hương Giang bị dân mạng bóc mẹ sử dụng một chiếc túi phay đi sự kiện. Tranh cãi nổ ra ngay sau đó và nhanh chóng nàng hậu cũng cho biết rằng cô mua chiếc túi từ Pha Lê. Trước đó, nhiều sao Việt khác như Lưu Hương Giang, Xuân Lan cũng đã đặt mua hàng loạt đồ hiệu đắt tiền từ nữ ca sĩ. Vào thời điểm xảy ra ồn ào, siêu mẫu Xuân Lan đã thẳng thắn nói rõ quan điểm không muốn dính dáng đến sự việc này. Còn về phía Pha Lê, cô lên tiếng như sau. Có gì đâu mà mọi người lại rùm beng lên vậy. Rõ ràng có người muốn chơi mình đây, bây giờ mà nổi nóng là hỏng hết, bình tĩnh tháo gỡ từng việc. Có thể nói Pha Lê là một trong những nữ nghệ sĩ thường xuyên vướng phải ồn ào của Vbiz. Hiện tại giọng ca gốc Hải Phòng đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân và con gái đầu lòng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.